Ơi, buffet là 60 ngàn luôn á. Mắc như vậy? Thì 60 ngàn thì muốn ăn nhiêu ăn à. Buffet mà. Ừ, thì ăn nhiêu ăn nè. Đưa tiền đi. Nè, chưa ăn mà đã đòi tiền. Vô đi xíu thôi tiền cho. Cái thằng này. Kìa. Mày lại trêu chọc khách là làm khách giận phải không? Trời ơi, chiêu chọc gì cũng đang giải thích cho ông Thương biết là buffet cơm tấm nhà mình là như nào. Mày còn thấy cái idea buffet cơm tấm của má là hơi căng nha. Thì tao thích làm theo cái kiểu sáng tạo của tao. Tao thích bây giờ cái gì đúng fan chen gì đó. Trời ơi, người ta là người ta buffet lẩu, buffet nướng. Còn mình là buffet cơm tấm. Mày ngu lắm con ạ. Thời đại bây giờ kinh tế đã khó khăn, buôn bán khó khăn. Mình phải sáng tạo, mình phải làm sao đấy chứ. Làm mà không theo thị trường thì dẹp tiền sớm à. Thôi bán hàng đi. Thương, mày làm cái gì vậy? Thì nãy Vinh nó kêu ăn buffet, ăn nhiêu cũng được hết trơn á. Con trả tiền rồi, con ăn không hết thì con đem về. Trời đất ơi, sao mày khôn nữa vậy? Ai người ta đi ăn buffet mà được mang về như này? Chắc người ta dẹp tiện sớm hả? Đúng rồi mày ơi. Buffet ai cho mày đem về? Quy định của buffet là ăn tại chỗ, lấy đồ ăn vừa phải. Chứ ai cho mày đem về? Ủa, nhà hàng thì người ta mới có cái quy định đó. Còn mày là cái quán cơm nhỏ xíu mà mày đặt quy định quy ơ đồ. Nè nè, mày không thấy hả? Nè, một chút. Mày nhìn mày không thấy hả? Cấm mang về, đã là buffet thì quy định là không mang về bất kỳ quán nhỏ hay lớn hay nhà hàng gì hết. Trời ơi, tao nói 10 người như mày vô quán một phần buffet 60 ngàn, ăn rồi đem về như mày chắc tao mạt luôn á. Nè nha, tao không cần biết. Bây giờ tao ăn không hết thì tao đem về, tao trả tiền rồi. Quy định quy ơ dũng biết nữa. Cái con này làm gì vậy? Trời ơi. Nè nha mọi người, ngó xuống mà coi nè nha. Hai mẹ con này hả, đấu đá với mình rồi. Giờ ăn hiếp hành hung ta hả? Có ai làm gì cô đâu. Cô tự ăn bạ đó mà. Nè, ông cũng là khách mà sao ông không binh tôi? Binh thì sao được, binh đây mọi người đều thấy mà. Thấy cái gì mà thấy? Nè nè, không có quay nha. Quay là tôi đập điện thoại luôn á. Thôi anh, cất điện thoại đi để mất công nó kiện anh là vi phạm hình ảnh cá nhân rồi mất công này kia nữa. Hai mẹ con mấy người á, đợi đó đi. Nghe anh dễ sợ luôn á. Gì vậy? Điện thoại của tao, thích thì đập dọi của mày chưa? Con giả bộ mèo khóc chuột, năn nỉ đừng có ai quay hết trơn á. Rồi bây giờ hạ cái clip tràn lan trên mạng luôn. Ôi trời bạn ơi, bây giờ xã hội mà có cái gì drama, bọn nó quay nó tung lên mạng hết, trả lời xu hướng thì thôi. Ê! Điện thoại tao! Có gì bạn cứ nói tôi hiểu, đừng đâu. Tao nhất định là phải đòi lại danh dự của tao mới được. Phải dạy cho má con nó biết một cái bài học. Chứ hả nó giỡn mặt với con này hả? Đúng! Mày phải cho má con để nó biết thế nào là trứng trọi lu. Thì nói ai lu? Tao nói hình tượng, giờ ví dụ thế thôi. Mày chính là mày. Tao? Đúng. Mày phải giúp tao cái vụ này. Ôi giời, cứ tưởng cái gì. Được rồi, có tiền cái gì cũng được bạn ơi. Bạn thích thế nào cũng có. Anh trai cái quy định quán em là mình ăn tại chỗ, mình không có đem về. Thằng này mày làm sao á? Buffet bảo ăn thoải mái thì bây giờ ăn ở đây tao thấy nóng bức, tao không thoải mái tao mang về nhà tao ăn. Mày ý kiến cái chó gì? Không, cái quy định là mình ăn tại chỗ, mình không có đem về. Anh giỡn em hoài. Mày là tuổi gì tao phải giỡn mày? Mày tin tao đập nát quán mày không? Hả? Ôi, làm gì mày? Mày đâu ra mày giỡn hết cùng đồ à? Mày thì đàng hoàng hả? Mày bán đĩa cơm 60 ngàn, mày đàng hoàng với ai? Bây giờ một là mày để đi bịch đồ ăn lại, còn hai là tao kêu công an. Sao? Mày báo đi. À, tao sợ mày chắc. Ê, chó. Đứng lại. Cán bộ, coi xử phạt mấy này nặng vô đi. Tự nhiên đâu tới phá quán người ta, đã vậy còn đánh tôi nữa. Anh Ken, cho tôi biết lý do tại sao anh Quang gây sự với anh Vinh. Dạ, em được thuê rồi ạ. Vậy ai thuê mày? Con Thương mà hỗn ở đầu xóm á. Nó thuê phá quán tại vì mày với má mày là mất danh dự của nó. Trời ơi, cái con này. Thì cũng tại nhà thằng này nè. Nói từ đầu không có up clip mà xong cuối cùng hả, cái clip tràn lan trên mạng hết trơn. Mày bị khùng hả? Bữa đó mày không thấy rõ ràng tao cản người ta hả? Tao kêu người ta đừng có quay phim chụp hình mày.
Còn cái việc về anh tớp thì sao tao cản được? Tội của chị là phá hại tài sản, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc của người khác. Tạm thời thì chúng tôi đi xem xét, nặng thì tạm giam. Hả? À, đừng có tạm giam em mà. Ê, mày nói giùm tao đi, đừng có tạm giam tao. Sao lúc đầu mày không nghĩ gì đi? Thì giờ biết lỗi rồi mà. Thôi anh, không mấy anh coi xem xét phạt hành chính đó thôi. Còn nhà em chắc không kiện cáo gì đâu, chắc mình có cách khác mà. Này, khách tới ra đón khách kìa. Xin chào quý khách, chúc quý khách ngon miệng. Xin chào quý khách, chúc quý khách ngon miệng. Hiểu chuyện, biết chuyện rồi đó. Thì ăn buffet nè. Tiền ba. Ai? Một vậy? Anh hung khách nào trời ơi là trời. Mọi người coi nè mọi người ơi. Khoan, mày làm gì nó không có mạnh. Có nghĩa là má để đây đẩy xong mày mới vũ má ra, xong rồi mới la lên. Trời ơi, cái quán này nó hành hung khách nè. Ở đây anh hung vào đầu. Sao má, coi má nói coi gì. Vá đã, vá đã. Ê. Bà, hỏi tự diễn để tôi còn tự diễn. 3, 2, 1. Anh Ken, anh cho tôi biết lấy do. Sao anh...